Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn, kênh thông tin về những ngôi sao K-pop. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức mới nhất có trong ngày. Xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng Momoland, nhưng Nancy lại nhiều lần gây tranh cãi về khả năng ca hát. Netizen cho rằng cô nàng có sức hút nhất nhóm chỉ nhờ ngoại hình chuẩn thiên thần lai. Trong chương trình King of Mask Singer mới đây, Nancy bị cư dân mạng ném đá vì giọng hát chua như chanh. Danh xưng idol của cô nàng lần nữa khiến nhiều người phải nghi ngờ. Vào tối ngày 13 tháng 12, tập phát sóng mới nhất của King of Mask Singer, ca sĩ giấu mặt phiên bản Hàn được công chiếu. Ở tập này thì khán giả chứng kiến màn đối đầu của hai ca sĩ là Jingle Bell và Golden Bell trong ca khúc tiếng Anh. Khi nữ ca sĩ tự nhận là Jingle Bell cất giọng hát, khán giả đã nhận định ngay đây là Nancy của Momoland. Đáng nói hơn, dù thân phận phải đến tập sau mới được công bố nhưng Nancy đã bị chê bai kịch liệt về giọng hát. Khán giả công kích Nancy hát lai tệ, giọng chua như chanh, không xứng làm thần tượng. Dù vậy thì vẫn có fan bênh vực cho rằng kỹ năng của Nancy không quá tệ hoặc đây không phải ca khúc phù hợp với chất giọng của Nancy. Đây vốn dĩ không phải là lần đầu tiên Nancy vướng vào các tranh cãi khả năng ca hát của mình. Nancy từng kết hợp cùng với 6 thành viên đến từ 3 nhóm nhạc là Cosmic Girl, Momoland và Pristine và thể hiện ca khúc Just Do It của Seventeen tại show nhạc Inkigayo. Phần trình diễn của em út Momoland nhận về nhiều lời mỉa mai của netizen. Trong khi các thành viên khác đều có màn live mượt mà đầy cảm xúc, giọng của Nancy khiến người khác cảm thấy chói tai hay thậm chí có những live hát, Nancy còn thể hiện một cách ngang phè, không có kỹ thuật đúng chuẩn thần tượng K-pop. Nancy hội tụ đủ yếu tố cần có về ngoại hình của một thần tượng xứ Hàn, tuy nhiên tài năng của cô nàng lại chưa đủ để thuyết phục khán giả, chưa kể Nancy cũng nhiều lần bị bóc phốt về nhân cách tệ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.